Câu này cũng có một câu của bạn này. Thưa tiến sĩ, có một hiện tượng người chết đuối bị thổ huyết sau khi gặp được người nhà. Điều này có thể giải thích như thế nào? Thường ấy, tôi cũng chứng kiến rất nhiều và cái câu chuyện này các tỉnh nào cũng có. Ví dụ như vớt được người chết đuối thì người ta kiêng người nhà, kiêng mẹ hay kiêng người thân, bố mẹ hay gì đấy là không đến, vì có khi là vớt được người chết đuối rồi, nhưng mà có khi rất nhiều tiếng đồng hồ sau người ta cũng cấm luôn cả người thân, vì gặp người thân đến cái tự nhiên cái tử thi bắt đầu trào máu mồm. Thì có rất nhiều cái cách giải thích. Thì đương nhiên cái vấn đề tâm linh chúng tôi cũng đang tiến hành nghiên cứu, nhưng có một số người giải thích theo một hướng y học là ví dụ như là cái cơ thể bị chết đó, để khi gặp được khi cái tần số người thân xuất hiện thì giống như là có hai cái vật từ trường có tần số nhau thì nó kích hoạt một số những cái tính sinh học, tính cái dòng điện sinh học trong cái cơ thể của cái tử thi đã chết, thì kích hoạt cái đấy lên thì nó làm cho cái dòng máu trước đây nó bị đông đặc hoặc không được chuyển được, thì bây giờ kích hoạt dòng điện. Khi mà kích hoạt dòng điện lên thì tự nhiên cái dòng máu ấy, nó có thể đang bị đặc, tự nhiên nó lại trở thành máu loãng và nó có thể trào. Và đấy là cách giải thích về mặt y học thuần túy sinh học thôi. Ví dụ như chúng ta có thể làm một thí nghiệm là con ếch hay cái chân con ếch của con cá, mà khi mổ con ếch rồi lột da hết rồi, nhưng chúng ta cho dòng điện vào tự nhiên là cái cơ nó cứ nhảy này, hoặc là chúng ta không cần điện đâu mà chỉ cần cho ít hạt muối vào một chỗ, tự nhiên là cái cơ nó cũng nhảy lên. Và tôi cũng đã có lần được ngồi dự cái ở bên tôi đi sang nước ngoài là họ còn cho ăn cá ngáp nữa, tức là có một cái đĩa cá như thế này, cái thân ấy từ đầu xuống đến đuôi là ăn hoàn toàn, nhưng mà cái đầu của nó vẫn ngáp đấy, tức là rất là siêu. Và đương nhiên cái người chiêu đãi cái món ấy thì được ăn cái món cá ngáp rất là đắt, vì không phải dễ dàng ông nào cũng có thể làm cái con cá phần dưới thì ăn được và phần trên thì vẫn ngáp ngáp. Nhưng mà trong này nó có yếu tố sinh học, tức là gì, là khi người ta làm thế nào đó để cho cái phần cái đầu cá nó vẫn còn khi tác động muối hay một cái gì chất gì đó mà nó vẫn cử động được, hay là con ếch khi nổ ra rồi nhưng mà vẫn cái cơ nó vẫn giật giật được. Vậy thì khi cái người chết, nhất là cái người mà bị chết đuối, thì có những cái về mặt sinh học họ giải thích là khi gặp người thân thì nó đóng thêm cái dòng điện, tần số sinh học là hai cái người thân ấy có những cái dòng điện là kích hoạt lại những cái tần số điện trong cái cơ thể của những tử thi đã chết, và khi cái dòng điện này kích hoạt lên thì nó làm cho khởi động trở lại những cái mạch máu trong cái người đã chết, và khi cái mạch máu này khởi động lên thì nó trào lên và nó trào máu mồm mũi. Cái chuyện thì hiện tượng trong xã hội là khi những cái người bị chết đuối và có người thân đến gặp thì hầu hết là trào máu ra mồm ra mũi. Cái chuyện này có thật, nhưng còn để giải thích như vừa rồi thì tôi cũng đã nghe giải thích một vị y học giải thích rằng là do cái dòng điện ở trong cơ thể trào ra. Đấy cũng là một cách giải thích, dùng cái y học để giải thích. Còn chúng tôi nghĩ rằng cái này cần có một việc nghiên cứu về mặt tâm linh nữa. Bởi sao? Cái yếu tố tâm linh của nó có khi nó vượt qua những cái khái niệm về cái dòng điện trong mạch máu. Tại sao khi gặp người thân nó lại trào ra này như vậy? Thì giải thích thuần túy bằng cái dòng điện cũng chỉ là một vấn đề, nhưng còn có cái nó còn trên cả dòng điện thì sao? Đấy. Thì ở đây thì tôi nghĩ rằng về mặt tần suất xuất hiện, tức là về xác suất ấy, thì đa phần những người chết bị chết đuối gặp người thân hầu hết là bị trào máu mũi ở mồm ra, nhưng người mới mở rộng ra có những cái vụ không phải chết đuối đâu mà oan khuất chết vì nguyên nhân nào đó, mà khi gặp những đối tượng mà đặc biệt hoặc là gặp phải những cái kẻ gây ra cái chết oan khuất cho họ thì họ cũng trào máu đó. Hoặc là người thân, ví dụ như là cái đầu độc, một cái kẻ đầu độc một người nào đó, người chết, nhưng khi cái kẻ đầu độc đến cái tự nhiên là cái tử thi trào máu ra, và người ta nghi ngờ luôn là cái người vừa đến tại sao
người chết này chạm máu, hoặc là cũng có người chết mà khi gặp được người thân xa xôi phải chờ, có người thậm chí có người không nhắm mắt được, phải chờ cái người thân trở về, mà người khác vuốt bắt cũng không được, những người thân trở về vuốt bắt thì tiếng lại nhắm mắt. Vậy có rất nhiều những cái mà khác thường khi mà người đã chết lại còn gửi gắm những cái tín hiệu cho người còn lại, ví dụ như phải chờ người thân đến để thể hiện rằng là chảy máu mồm, hoặc là ọc máu ra, hoặc là nhắm mắt vào, hoặc là giật giật, rất nhiều yếu tố sẽ xảy ra. Thì đây có một phần tâm linh nào đó. Và trong trường hợp này thì ngoài cái cách giải thích bằng dòng điện, khi người thân gặp nhau sẽ sinh dòng điện và làm cho cái mạch máu nó đang đông, vì người chết rồi làm máu bị đông không chảy được nữa, nhưng mà khi gặp cái người thân ấy thì máu bắt đầu bị có dòng điện kích thích trở lại, máu lại loạn và bắt đầu chảy ra bằng mồm mũi. Đấy là một cách giải thích theo phương án về sinh học, một cách giải thích. Còn tôi thì tôi nghĩ rằng cái đấy giải thích cũng là một phần, còn trong này có yếu tố tâm linh nữa, thậm chí không chỉ người thân mà thậm chí cái kẻ nào đó đẩy người ta xuống sông mà người ta chết, khi gặp cái kẻ đó lên có khi cũng gây ra cái trường hợp mà cái cơ thể nó giật giật hoặc máu nó chảy ra. Thì ở đây nó có yếu tố tâm linh nào đó, thì cái này cần phải nghiên cứu sâu sắc hơn. Giải thích bằng phương pháp là dòng điện là một cách, còn giải thích về yếu tố tâm linh thì nó nhiều yếu tố và con người ta không thể đóng khung trong cái giải thích về dòng điện được. Cảm ơn câu hỏi của bạn, và chúng ta sẽ có cơ hội nghiên cứu về cái đề tài này một cách kỹ càng hơn và mở rộng ra cho nhiều trường hợp khác, không cứ về cái trường hợp này. Rất là những cái vụ án hình sự có nhiều yếu tố khác thường khi có người thân đến gặp được người thân, hoặc là kẻ thù đến cũng sẽ có khác đối với cái tử thi.